Vợ chồng mới cưới, trong phòng ngủ có những gì? Anh em cùng khám phá theo mình nhá. Đầu tiên là chiếc giường này. Vợ mình rất là thích gấu, nên là mỗi dịp đi chơi hay là hội hè gì mình đều mua gấu tặng vợ. Có mỗi hai vợ chồng ở nhà nên là có mấy con gấu nhìn nó cũng đỡ cô đơn, đỡ lạnh lẽo ấy. Tiếp theo là cuộn giấy này. Những anh em nào có vợ rồi mới biết cái cuộn giấy này nó quan trọng và thần thánh như nào anh em ạ. Chưa vợ không hiểu được đâu. Mình cũng có một hai lọ nước hoa vào trong phòng để một cái thùng rác. Và không thể thiếu được là cái điều hòa anh em ạ. Đây có lẽ là cái góc mình ưng ý nhất. Có máy tính này, có mic thu âm này, có loa với cả để một số vật trang trí. Và cái tay cầm PS. Phòng ngủ đôi khi không cần to quá đâu, chỉ cần hai vợ chồng là đủ rồi anh em ạ. Thảo chóe, review tung tóe.